Mến chào quý khán thính giả đang đến với phần đọc truyện dành cho nguyên tác Thượng Ẩn phần 2 từ tác giả Sài Cây Đảng. Và ngày hôm nay Khiên Khoa đọc đoạn thu âm trong phòng thu cho tròn con số 100, cũng là ngày đầu tiên sau một ngày với công bố chính thức từ nữ tác giả trẻ, nhà văn, nhà xuất bản, nhà sản xuất Sài Cây Đảng rằng Thượng Ẩn phần 2 sẽ vĩnh viễn kết thúc và không còn nữa đứa con tinh thần của cô trên màn ảnh nhỏ. Chỉ còn biết đọc những chương tiếp theo từ phần 2 của Thượng Ẩn với tất cả những kỷ niệm đẹp của chúng ta, những ai yêu Đam Mỹ, những ai yêu Thượng Ẩn và yêu hai nhân vật Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân với những vai diễn thật xuất sắc từ hai chàng diễn viên Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu. Và xin được chia sẻ chương 100 Lão Bạch ngoài vách nghe trộm. Biên tập của chương Chris Nguyễn. Một lần nữa xin được gửi lời chân thành cảm ơn đến bạn. Cố Hải từ trong túi lấy ra hai bộ quần áo, một bộ đưa cho Thiếm Trâu, một bộ đưa cho bà Thán Kỳ, cao giọng nói rằng đây là chúng con tìm thợ chuyên môn đặt làm y phục cho hai người, có thể mặc xuất hiện ở bữa tiệc hôn lễ, hai người thử xem có hợp không. Mặt Thiếm Trâu lộ vẻ vui mừng. Ai chà, vẫn là con trai biết nghĩ cho người khác à, Thiếm chính là đang phát sầu, không có một bộ y phục nào mặc coi được để đi ra ngoài. Bà Lạc Nhân lại cầm một túi đưa cho Thiếm Trâu. Ở đây còn có đồ trang sức, người xem có thích không? Thiếm Trâu cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Con thật là, lại để cho các con tốn kém như vậy. Dứt lời, không kịp chờ đợi trở về phòng thay đồ, bà Thanh Kỳ đã cười khẩy nói, tuổi càng lớn càng thích bảnh chọe. Bạch Lạc Nhân nhìn bà Thắng Kỳ, bộ dạng vài chục năm vẫn không thay đổi, áo ba lỗ, quần cọc lớn, đi dép kẹp, nhìn không được nói, ba, người cũng đem quần áo mới thay thử xem, không thích hợp chúng con còn sửa kịp nữa. Bà Thắng Kỳ lắc lắc cái tai, không thử, nó nóng lắm. Nóng thế này sao mà không mở máy điều hòa, không khí. Cô Hải vừa nhắc như thế, bà Lạc Nhân mới chú ý tới độ nóng trong phòng. Vừa khi vào phòng cửa, tưởng như là đi thang lầu mà suốt mồ hôi, lúc này mới phát hiện trong phòng của mình thật sự nóng. Bên cạnh bà Thắng Kỳ còn có một cây quạt hương bồ, ông thà rằng tự mình quạt tay cũng không muốn phí tiền điện. Cô Hải bất chợt cảm thấy xấu hổ. Được rồi ba, con cùng người vào nhà thử xem y phục. Bà Lạc Nhân phá vỡ không khí ngột ngạt. Lúc vào phòng ngủ, bà Lạc Nhân giúp bà Thắng Kỳ thay giày mới, vừa đưa cho ông cái quần, cuối cùng cẩn thận giúp ông đeo thắt lưng. Bà Thắng Kỳ buông mắt nhìn xuống Bạch Lạc Nhân, yêu thương lấy tay xoa xoa tóc con mình. Con trai, bà hỏi con, hai đứa là ai cưới ai? Bạch Lạc Nhân giúp bà Thắng Kỳ buộc dây dài, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, chúng con chẳng phân biệt ai cưới ai, cứ như là thân phận bình đẳng mà kết hôn. Nên như vậy, bà không thể so sánh về gia thế, phương diện này trong hôn nhân không thể nhường nhịn, đây là chuyện đại sự cả đời. Ba tuy rằng bình thường có bênh vực đại hải, nhưng đến lúc quan trọng cấp bách này, lòng ba vẫn là buộc chung với con. Ngày tháng các con còn rất dài, nhớ kỹ lời ba nói, dù ai chịu ủy khuất, cũng không nên để bản thân chịu ủy khuất. Bà Lạc Nhân gật gật đầu, ba yên tâm đi, con sẽ đem cả cuộc đời chịu đựng của ngài, tất cả đều bù đắp lại. Bà Thắng Kỳ cười. Cố Hải vừa đi ra ngoài một chuyến, lúc này trở về hai cha con vẫn còn ở trong phòng chưa ai ra. Nói chuyện gì mà yên ắng vậy? Cố Hải trong đầu dò xét đi tới. Bà, cố Hải tới, ta đi ra ngoài đi. Bà Lạc Nhân quay đầu định đi, bà Thắng Kỳ đột nhiên kéo hắn lại, lén lút hỏi. Con ở phương diện kia không chịu thiệt chứ hả? Bà Lạc Nhân dĩ nhiên biết bà Thắng Kỳ nói phương diện kia là phương diện nào, căng thẳng trong lòng, lập tức lắc đầu. Bà Thắng Kỳ cười cười, tràn ngập ánh mắt tự tin nhìn Bạch Lạc Nhân, không hổ là con ta. Nhớ kỹ, phương diện này tuyệt đối không thể để chịu thiệt được. Bạch Lạc Nhân nghĩ mà hổ thẹn với sự tự tin của Bạch Thắng Kỳ. Thiếm Trâu thịnh tình mời mọc, hai người quyết định ăn cơm ở nhà. Cố Hải chủ động yêu cầu đi mua thức ăn cho buổi tối. Bạch Lạc Nhân cùng cậu ta đi xuống lầu. Hai người mới vừa đi trong chốc lát, bà Thắng Kỳ liền hướng Thiếm Trâu nói, trước tiên mau tắt điều hòa, chờ con nó về rồi hãy mở lại.
có người ở cửa, để tôi mở cửa. Bà Thanh Kỳ mở cửa nhìn xuống, đứng ở phía ngoài chính là nhân viên công ty điện lực. Lúc này quay đầu hỏi Thím Trâu, tiền điện tháng này chúng ta chưa đóng hay sao? Đóng rồi, Thím Trâu từ trong phòng bếp đi tới. Vào chiều hôm qua tôi đã đi đóng, không nhớ sao? Bà Thanh Kỳ cười cười hướng nhân viên điện lực nói, chúng tôi đã đi đóng tiền điện. Vẫn không bỏ qua, thái độ tên nhân viên nhất quán kiên quyết, sắc mặt có vẻ tươi cười nhìn bà Thanh Kỳ và Thím Trâu. Ở ngày trúng thưởng. Trúng thưởng? Thím Trâu trợn tròn mắt. Trúng thưởng cái gì? Công ty điện lực chúng tôi vừa tổ chức long trọng hoạt động rút thăm trúng thưởng tiền điện. Ngài là hộ duy nhất rút thăm được giải nhất, tổng giá trị 1 vạn nguyên tiền điện. Chúc mừng ngài. Dứt lời liền viết giấy chứng nhận đưa cho bà Thanh Kỳ và Thím Trâu. Bà Thanh Kỳ ngây ngẩn cả người. Có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy. Ánh mắt công nhân mỉm cười nhìn bà Thanh Kỳ. Có điều ngài nhất định phải dùng hết số tiền điện trong vòng 1 năm, quá thời hạn sẽ trở thành phế thải. Thím Trâu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bà Thanh Kỳ. Ông nói xem, có phải hai đứa nhỏ lại dở cái trò quỷ gì không? Bà Thanh Kỳ còn chưa lên tiếng, lão Chân hàng xóm cũng đang cầm giấy chứng nhận trúng thưởng đi lên. Lão Chân, ông cũng trúng hàng sao? Bà Thanh Kỳ vội vã hỏi. Lão Chân hướng mắt vui vẻ, đúng vậy, trúng 5 kW tiền điện, đủ dùng cho 3 tháng. Bà Thanh Kỳ và Thím Trâu lúc này mới tin thực sự là mình may mắn. Ấy chà, thật tốt quá, 1 năm không cần đóng tiền điện nữa. Thím Trâu lẩm bẩm. Bà Thanh Kỳ vội vàng mở điều hòa, vừa giục Thím Trâu có thể đem toàn bộ thiết bị điện gia dụng mở lên, không được để cho đám nhân lực kia được lợi. Buổi tối, bà Thanh Kỳ muốn giữ Bạch Lạc Nhân và Cố Hải ở lại nhà ngủ, hai người ngủ phòng Bạch Lạc Nhân, phòng ngủ bà Thanh Kỳ chỉ cách một bức tường. Nửa đêm, bà Thanh Kỳ không ngủ được, ghé đầu sát tường nghe ngóng động tĩnh. Cố Hải giống như cọp con lười biếng nằm lì ở trên giường, Bạch Lạc Nhân ngồi trên người hắn đấm bóp vai và cổ cho hắn. Cậu nắng bóp tôi, giúp tôi vậy, cảm giác tuyệt vời lắm. Cố Hải nói, Bạch Lạc Nhân buồn bực, cậu nói con ngủ gục, tại sao vai lại bị chuột rút? Không biết, có thể do mấy ngày này ngồi máy vi tính quá lâu đó. Nhưng trước đây cậu cũng ngồi máy vi tính, trước đây sao không bị thế này? Cố Hải giả vờ oan ức nói, trước đây tôi cũng thường bị chuột rút vai, chỉ là cậu không biết thôi. Bạch Lạc Nhân ánh mắt rầu rĩ nhìn Cố Hải liếc mắt. Sao một thời gian dài ngồi trước máy tính, phải thường xuyên đứng lên đi bộ một chút, hoạt động cổ một chút. Tôi cho cậu biết, tương lai nếu cậu ở liệt ở trên giường, tôi sẽ cũng không có hầu hạ cậu nữa đâu. Dứt lời, dùng sức nhéo một cái. À, Cố Hải kêu đau, nhẹ một chút. Bạch Lạc Nhân nắm tay lại, dùng các đốt ngón tay dài ấn xương bả vai của Cố Hải. Cố Hải lập tức hít một hơi. Đúng rồi, như vậy thật rất là thoải mái. Bà Thanh Kỳ lỗ tai nhanh chóng như chui vào cả trong giường, nghe trộm những lời riêng tư giường chiếu từ bên kia tường đã truyền tới. Từ trong lời nói lặng lẽ mà nhận ra vai vế của nhân vật. Nhẹ một chút, còn không thể nhẹ nhàng một chút hay sao? Tiếng của Cố Hải. Không dùng sức sao có thể sướng được? Tiếng của Bạch Lạc Nhân. Nhưng cậu ban nãy mạnh quá. Ấy da. Thế này thì sao? Đồ mạnh yếu bây giờ thế nào? Tốt, rất sảng khoái. Bà Thanh Kỳ cố sức nắm chặt tay. Quá tuyệt vời, con của hắn quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thím Trâu theo thói quen sờ sờ chỗ bên cạnh, phát hiện, ủa, sao ông này lại chui vào trong mền. Mắt nhắm mắt mở nhèm hèm, buồn ngủ tìm kiếm chung quanh. Kết quả là phát hiện một bóng đen khổng lồ ở gần đó, lén lén lúc lúc đang hướng về phía cửa mà nghe câu chuyện bên phòng bên kia. Ôi mẹ ơi, kẻ trộm. Vì vậy Thím Trâu nhặt cây gậy dài đứng ở đầu giường, một gậy nhắm lên vai bà Thanh Kỳ giáng tới. À, bà Thanh Kỳ ngã dúi dụi xuống đất. Thím Trâu trong nháy mắt cả kinh, vội vàng đi xuống sàn nhìn qua mặt của kẻ trộm. Dĩ nhiên là bà Thanh Kỳ rồi. Ông, tiếng đập cửa vang lên là tiếng của Bạch Lạc Nhân. Ba, làm sao vậy? Thím Trâu vừa muốn nói, bà Thanh Kỳ cả bụng miệng bà lại, cắn răng hướng ra ngoài nói, ba không có việc gì, con trở về phòng ngủ đi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quay trở lại. Bà Thanh Kỳ toát mồ hôi lạnh nhìn Thím Trâu nói, mau, mau đỡ tôi dậy. Thím Trâu phải dùng hết sức mới nâng được bà Thanh Kỳ lên giường, mở đèn nhìn lên vai, tảng lớn xanh tím. Ông nói xem, ông khuya khoắt không ngủ, dàn sát chân tường mà đi, đây không phải là ý định muốn chịu đòn hay sao, lại còn úp úp mở mở, còn trùm cái mền lại nữa. Thím Trâu thở dài. Không ngờ bà Thanh Kỳ lại sung sướng nói, tôi chịu một cô này đắt giá trị. Về phòng, Cố Hải vừa chui vào chăn lại bắt đầu giọng điệu không đứng đắn với Bạch Lạc Nhân nữa rồi.
Này, vừa rồi cô có nghe ba cậu rống một tiếng hay không? Mười phần phấn khích á. Thật không ngờ ba đỡ tuổi này vẫn còn long tinh hổ mãnh như vậy. Cậu nói xem, thiếu chúng ta có thể sẽ sinh thêm một đệ đệ cho cậu hay không? Bà Lạc Nhân liếc cô Hải. Mạch Thông Thiên nó 16 tuổi, sinh thêm một đứa nữa cũng hơi chênh lệch lứa tuổi. Cô Hải đưa tay đặt lên đùi Bạch Lạc Nhân, vuốt ve tới tới lui lui, cơ hồ muốn ra ám hiệu. Trên mặt dâm sắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Ban ngày chơi đùa chưa đã gì hay sao, tiếng nói chán ngán nhầy nhụa của cô Hải thật là kích thích adrenaline của Bạch Lạc Nhân. Đã lâu chưa cùng tiểu cúc đệ đối đánh nhau, dứt lời liền đưa tay qua dò xét. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ tay của cô Hải. Nói cho cậu biết, đừng có ở chỗ này mà nhốn nháo. Nhà của chúng ta gian phòng không cách âm, ba tôi bên phòng đều nghe rất rõ ràng. Sợ cái gì? Cô Hải tiếp tục trêu chọc. Ba chúng ta cũng hào phóng như vậy, nghe một chút tiếng rống vừa rồi thật mang nhiều sức mạnh á. Dứt lời liền bắt trước Bạch Thắng Kỳ, ghé sát tay Bạch Lạc Nhân rên một tiếng. Bạch Lạc Nhân hô hấp lập tức thay đổi nặng. Đến đi, đến đi. Cô Hải xoay người Bạch Lạc Nhân đặt xuống dưới cơ thể mình. Bà Thắng Kỳ vẫn đang ở trong phòng bên kia vui mừng vùng trộm. Chúng ta đã vừa nghe qua chương 100 của truyện đọc Thượng Ẩn phần 2, nguyên tác từ tác giả Sài Cây Đảng, và anh Khoa mong sẽ gặp lại tất cả quý vị tiếp tục ở chương tiếp theo, chương 101, người cuối cùng cũng gật đầu. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. 一个人拖延着时间，我笑着听着你诉说，眼前却模糊了一片。你拉起我曾犹豫不决的手，向前慢慢走，一起慢慢走。